Và nếu anh em có bất kỳ một thắc mắc nào cũng như là muốn cập nhật những thông tin nhanh nhất về những sản phẩm sẽ được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam thì có thể là tham gia vào group là xóm công nghệ nha. Link của group thì mình sẽ để ở trong phần mô tả cũng như là phần bình luận của video này. Xin chào các bạn mình nghĩ rằng là chưa bao giờ mà anh em mi fan cảm thấy rằng là rất là hoang mang khi mà đi lựa chọn chiếc điện thoại tầm trung chính hãng của bên nhà Xiaomi đến như vậy lý do tại sao là bởi vì bây giờ các bạn thấy rằng là trong cái phân khúc giá loanh quanh mức 7 triệu đồng á bên nhà Xiaomi mang đến cho người dùng quá là nhiều những sự lựa chọn luôn bộ cổ X3 này rồi chúng ta có chiếc Mi 10T Lite này và đặc biệt mới nhất là chiếc Redmi Note 10 Pro và sau khi mà chiếc Redmi Note 10 Pro này được ra mắt thì đã có rất là nhiều anh em phân vân là nên lựa chọn Mi 10T Lite hay là nên lựa chọn chiếc Redmi Note 10 Pro. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tiến hành so sánh chi tiết cho anh em cả hai mẫu máy tầm trung mới và cũng thuộc dạng là đáng mua nhất của bên nhà Xiaomi ở thời điểm hiện tại. đầu tiên chúng ta sẽ phải nói về mức giá bán cũng như là cách thức mua hàng. Thì các bạn thấy rằng là mức giá bán của hai chiếc máy này á, gần như là nó cũng không chênh lệch nhau quá là nhiều á, chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Tuy nhiên nó có, sẽ có một cái sự chênh lệch nhau về hệ thống phân phối các bạn ạ. Các bạn thấy rằng là Redmi Note 10 Pro nó sẽ được bán mass toàn thị trường, tức là tất cả những hệ thống bán lẻ từ cửa hàng to cho tới là cửa hàng nhỏ đều bán chiếc Redmi Note 10 Pro này. Nhưng với chiếc Mi 10T Lite thì các bạn chỉ có thể là mua được thông qua website hoặc là hệ thống FPT Shop thôi nha các bạn Cho nên là những bạn nào mà nhà không có FPT Shop thì các bạn sẽ phải đặt hàng online nếu mà muốn sở hữu chiếc máy này Rồi còn về cái phần thiết kế thì như thế nào Với cá nhân mình á, thì mình thấy rằng là thiết kế thì nó cũng xem xem nhau á Nó không chênh nhau quá là nhiều đâu Mình thấy rằng là nó đều được hoàn thiện bằng kính này Trọng lượng thì nó cũng gần như là na ná nhau Cả biến vân tay thì cũng được đặt ở cạnh hông Tuy nhiên cái cả biến vân tay ở trên cái chiếc Redmi Note 10 Pro thì mình thấy rằng là thiết kế á nhìn vào thì nó sẽ đẹp mắt hơn còn về cái phần là cái cụm camera thiết kế nó đẹp hay là xấu thì cái này mình nghĩ rằng là mình sẽ để cho anh em Mi Fan tự lựa chọn nha các bạn thích thiết kế cụm camera của Mi 10T Lite hơn hay là Redmi Note 10 Pro hơn có thể là comment cho mình biết với à, quên đó chính là về cái chuẩn kháng nước thì cả hai chiếc máy này chúng ta đều có chung cái chuẩn kháng nước là IP53 nha các bạn nó không quá là wow giống như kiểu là IP68 cộng nhưng mà nó cũng thực dạng là ổn trong cái tầm giá như thế này rồi có còn hơn không mà đúng không các bạn còn nếu mà chúng ta chuyển sang về phần mặt trước á thì chắc chắn luôn đó chính là màn hình của chiếc Redmi Note 10 Pro nó sẽ ăn đứt hoàn toàn mọi thứ ở trên cái chiếc Mi 10T Lite Mi 10T Lite nó chỉ sử dụng cái màn hình dạng LCD thôi Cho nên là về cái chất lượng thị này Cho tới là về cái phần là đục lỗ Hay là những cái lỗi ví dụ như là nó có bị vết lem xung quanh viền hay không Thì ở trên cái chiếc Redmi Note 10 Pro nó sẽ không bị vấn đề này nha các bạn và vấn đề này thì nó lại gặp phải ở trên chiếc Mi 10T Lite các bạn ạ Cái điều này thì mình cũng đã từng chia sẻ với anh em rất là nhiều rồi Và một cái điểm mà các bạn cũng cần lưu ý nữa Là cái màn hình của chiếc Mi 10T Lite nó cũng có tần số quét là 120Hz nha Chứ không phải là chỉ có 6 mẹ đâu Do đó nó chỉ có khác biệt về cái việc là chất lượng hiển thị thôi Một chiếc máy nó sẽ mang đến một cái trải nghiệm giải trí rất là ok cho anh em Còn một chiếc máy á, thì nó sẽ mang đến một cái trải nghiệm Nó chỉ ở mức là khá trong cái tầm giá này thôi Chứ không phải là xuất sắc nhất Giống như ở trên chiếc Redmi Note 10 Pro Còn về phần hiệu năng thì cái điểm này có lẽ là rất là nhiều anh em Mi Fan cũng biết rồi Vì xử lý Snapdragon 750 g nó sẽ có phần hiệu năng nhỉnh hơn so với là Snapdragon 732 g Hôm trước khi mà mình làm cái video chia sẻ về chiếc Mi 10T Lite Một số bạn cứ bay vào hỏi rằng Rằng là anh ơi nghe nói rằng là 750g thì nó cũng chỉ tương đương với snap gần 732g đúng không? thì cái điều này là không đúng nha các bạn. bởi vì sao nếu mà chúng ta nhìn vào những cái gì mà bên nhà Qualcomm trang bị thì có thể thấy rằng là cái dòng chip snap gần 732g nó đang sử dụng cái nhân là kryo 470 còn với cái chiếc mi 10t lite snap gần 750g nó đã chuyển lên sử dụng cái nhân mới hơn rồi là kryo 570 nha các bạn. và về những cái trải nghiệm thực tế cho tới là những cái phần mềm mà bọn mình test được với hiệu năng á thì Snapdragon 750G nó cũng sẽ mang đến cái trải nghiệm tốt hơn so với là ở trên chiếc Redmi Note 10 Pro. Và chưa kể là với cái vi xử lý Snapdragon 750G này nó còn hỗ trợ luôn cái băng tần mạng 5G rồi, cho nên là sau một thời gian nữa khi mà Việt Nam bắt đầu là phổ cập hủ sóng nhiều mạng 5G thì ở những cái vùng sâu vùng xa các bạn vẫn hoàn toàn có thể là sử dụng được cái băng tần mạng là 5G. Còn về cái phần thời lượng pin thì chắc chắn luôn chúng ta cũng sẽ có cái sự tranh lệch giữa hai chiếc máy này các bạn ạ. Redmi Note 10 Pro cái thời gian mà mình sử dụng nó sẽ nhỉnh hơn khoảng tầm là 2 tiếng so với là ở trên cái chiếc Mi 10T Lite nha các bạn. Có hai điểm làm cho cái chiếc Redmi Note 10 Pro nó có cái thời gian sử dụng pin lâu hơn. Thứ nhất là bởi vì nó sử dụng cái màn hình AMOLED. Tất nhiên rồi, AMOLED thì nó sẽ tiết kiệm pin hơn và chưa kể là khi mà các bạn bật sang cái tính năng là Dash mode á, thì cái màn hình của chiếc Redmi Note 10 Pro nó cũng sẽ tiết kiệm pin hơn rất là nhiều so với là cái màn hình LCD ở trên cái chiếc Mi 10T Lite. Và cái điểm thứ hai là cái dung lượng pin của nó cũng to hơn khoảng tầm là 200 mah so với là ở trên chiếc Mi 10T Lite mà nếu sử dụng chung một cái tần số quét là 120Hz thì chắc chắn luôn rồi Redmi Note 10 Pro nó sẽ nhỉnh hơn và trải nghiệm thực sự là như vậy các bạn ạ tranh nhau khoảng tầm là hai tiếng đấy còn về cái tốc độ sạc thì mình thấy rằng là cũng xem xem nha thôi cũng có sự tranh lệch bởi vì cái viên pin của Redmi Note 10 Pro mà nó sẽ to hơn so với là Mi 10 Lite cho nên là sự tranh lệch thì cũng có nhưng mà khoảng tầm là mấy chục phút thôi khoảng tầm là 10 cho tới là 20 phút thôi không quá là nhiều lắm đâu vẫn hoàn toàn có thể là chấp nhận được các bạn ạ còn về cái phần camera chắc chắn rất là nhiều anh em đặc biệt là với những bạn nào Mi fan mà thích sông số á, nhìn vào cái camera của chiếc Redmi Note 10 Pro các bạn sẽ bảo rằng ôi thôi K108 thế hệ thứ hai của bên nhà Samsung đấy chụp sẽ ngon hơn đấy nhưng chưa chắc nha các bạn mình sẽ sâu trực tiếp tất cả những bức ảnh mà mình đã chụp được từ cả hai sản phẩm này để các bạn có thể là theo dõi này nếu mà các bạn nhìn kỹ á, thì có thể thấy rằng là những bức ảnh được chụp ra từ chiếc Mi 10T Lite nó sẽ thứ nhất là nó sáng hơn so với là ở trên chiếc Redmi Note 10 Pro và thứ hai là cái việc mà khi các bạn nhìn ở những cái khu vực và vùng tối và vùng sáng á, thì những cái vùng tối cái chiếc Mi 10T Live của chúng ta nó cũng sẽ đẩy cái sáng tốt hơn á Đâm ra là những cái chi tiết ở những cái vùng tối các bạn vẫn có thể là nhìn rõ hơn So với là ở trên chiếc Redmi Note 10 Pro Còn khi mà các bạn bắt đầu chuyển qua cái môi trường là chụp ảnh thiếu sáng Thì cái tốc độ chụp của chiếc Redmi Note 10 Pro mình cảm thấy rằng chưa hài lòng lắm đâu 108 và đi kèm với một con vi xử lý chỉ là Snapdragon 732G thôi Thì chắc chắn là cái tốc độ chụp của nó sẽ không thể nhanh bằng So với là một cái cảm biến 64 pixel được trang bị ở trên một cái vi xử lý là Snapdragon 750G được mà ạ. tốc độ chụp, tốc độ lưu bức ảnh từ chiếc Mi 10T Lite nó cũng sẽ nhỉnh hơn nha. Và độ chi tiết khi mà bọn mình chụp ra thì mình thấy rằng là nó cũng ngon hơn các bạn ạ. Vâng, nó cũng ngon hơn so với cái việc là mình chụp ở trên cái chiếc Redmi Note 10 Pro. Còn về cái phần là chất lượng âm thanh thì cả hai chiếc máy đến từ nhà Xiaomi chúng ta cũng đều có hệ thống loa kép stereo. Đâm ra là các bạn có thể là yên tâm về cái chất lượng nha. Nói chung là hai chiếc máy này thì nghe loa kép stereo cũng gọi là khá ổn trong cái tầm của nó rồi ngon đấy nói chung là hai cái này thì mình không đánh giá là chiếc máy nào hơn chiếc máy nào nó rất rất là đều nhau còn về cái khả năng thu âm thì cũng vậy mình cũng thu âm thử rồi hai chiếc máy này cũng có khả năng thu âm gần như là đồng đều với nhau không có sự khác biệt lắm đâu nhưng có một cái điểm mà mình không thích lắm ở những sản phẩm đến từ nhà Xiaomi nha mà một số lần mà mình cứ đưa ra những cái vấn đề này rất nhiều anh em mi fans cứ bay vô chửi nhưng thực ra có thể là các bạn đã chưa bao giờ sử dụng những sản phẩm của Xiaomi luôn đấy chỉ là ở à, các bạn là fan của Xiaomi các bạn bay ra chửi thôi còn những người dùng thực tế những sản phẩm đến từ nhà Xiaomi thì rất nhiều bạn đã report với mình rằng rằng là MIUI 12 nó lỗi quá trời luôn Đặc biệt là cái phiên bản global, cái phiên bản quốc tế MIUI 12 nó rất là nhiều lỗi Và mình cũng cảm thấy rằng là cái hiệu năng ở trên cái chiếc Mi 10T Lite khi mà bạn sử dụng những tác vụ cơ bản á Nó 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 cứ bị giật 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 các bạn Cái giật này là do MIUI này chứ không phải là do cái chiếc máy này cùi đâu nha Mà do MIUI ở trên cái chiếc Redmi Note 10 Pro Thì mình sử dụng mấy ngày qua thì mình thấy rằng là nó cũng bị hơi khự khự một vài trường hợp À, mình vuốt vuốt ở trên cái màn hình của chiếc Redmi Note 10 Pro á, thì mình hy vọng thực sự luôn là cầu xin bên nhà Xiaomi hãy nhanh chóng update lên cái phiên bản là 12.5 để có thể là khắc phục được những cái vấn đề này đi chứ thực sự là bây giờ xài những cái máy mà sử dụng MIUI 12 nó lắc quá kể cả chiếc Mi 10T Pro cũng vậy rất nhiều bạn cũng đã report cho mình MIUI nó ảnh hưởng rất lớn tới hiệu năng của những sản phẩm thuộc dạng là cao cấp đến từ nhà Xiaomi và đó là những điểm mà mình muốn chia sẻ cho anh em về chiếc Redmi Note 10 Pro cũng như là chiếc Mi 10T Lite Vậy bạn nào nên lựa chọn chiếc Redmi Note 10 Pro và bạn nào nên lựa chọn cái chiếc Mi 10T Lite ạ à? Mình thấy rằng là với những bạn mà không cần một cái hiệu năng quá mạnh mẽ Các bạn cũng không cần thiết phải mua một chiếc điện thoại hỗ trợ băng tần mạng 5G về lâu về dài á thì anh em cứ nên lựa chọn cái chiếc Redmi Note 10 Pro này đi Lý do tại sao? Bởi vì nó rất là phù hợp dành cho những anh em Mi Fan Mà đang cần một chiếc máy giải trí đa phương tiện cực kỳ là tuyệt vời muốn giải trí đa phương tiện tuyệt vời các bạn sẽ cần phải có hai yếu tố yếu tố thứ nhất là một cái màn hình phải đủ đẹp và màn hình của chiếc Redmi Note 10 Pro này nó quá là xuất sắc trong tầm giá rồi và khi mà kết hợp với yếu tố thứ hai thì thực sự mà nói giải trí đa phương tiện ở trên cái chiếc Redmi Note 10 Pro nó sẽ áp phê hơn rất nhiều so với là ở trên cái chiếc Mi 10T Lite các bạn ạ chính là về cái chất lượng âm thanh loa kép stereo nghe cũng rất là hay đấy và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái thời lượng pin sử dụng là lâu hơn so với là ở trên chiếc Mi 10T Lite Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Mi 10T Lite nó không hề có điểm cộng nha các bạn Với những bạn nào mà đang cần tìm kiếm cho chúng ta một chiếc điện thoại sử dụng khoảng tầm là 2 cho tới là 3 năm nữa mà nó không hề lỗi thời thì mình khuyên là các bạn nên lựa chọn chiếc Mi 10T Lite lý do tại sao là bởi vì hai ba năm nữa thì lúc đó mình biết chắc luôn là mạng 5G ở Việt Nam nó đã bắt đầu phủ sóng tới vùng sâu vùng xa rồi các bạn có thể là sử dụng kết nối mạng 5G nó sẽ mang đến những cái trải nghiệm rất là khác biệt và không hề lỗi thời một chút nào dành cho chiếc Mi 10T Lite mà các bạn đã mua cách đây khoảng tầm là hai cho tới là ba năm về trước đúng không là cái thời điểm mà các bạn nghĩ lại ấy à, và bên cạnh đó nữa thì mình cũng yêu thích là cái tốc độ chụp ảnh cũng như là cái chất lượng camera sau ở trên cái chiếc Mi 10T Lite hơn. Còn các bạn với hai tiêu chí lựa chọn điện thoại như thế này thì các bạn sẽ thiên hướng về lựa chọn cái tiêu chí nào, lựa chọn chiếc máy nào thì có thể là comment cho mình biết với nha. Còn bây giờ thì nếu còn thấy video này hữu ích các bạn có thể để lại một like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ thì bye.